triển khai chủ đề Năm An toàn giao thông năm 2021, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông với mục tiêu tính mạng của con người là trên hết. Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn kêu gọi người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Các cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện đa quân lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn, quyết tâm giảm số vụ tai nạn giao thông ngay từ đầu năm. Ngay sau lễ phát động, Ủy ban Nhân dân quận tổ chức diễu hành đa quân, các lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự đô thị và kiểm tra xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, các hành vi dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, sai làn đường, xe tải, xe ben để rơi vãi đất đá gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.